Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh yêu thích ẩm thực của Thúy nha. Thì hôm nay Thúy xin chia sẻ với các bạn cách làm mứt thơm dẻo. Để nguyên liệu để làm mứt thơm dẻo á, thì gồm hai trái thơm. Hôm nay Thúy sẽ làm hai trái thơm với lại nửa ký đường cát. Cái nguyên liệu của nó đơn giản chỉ vậy thôi. Thì bây giờ Thúy xin mời tất cả các bạn cùng vào bếp với Thúy để thực hiện món mứt thơm dẻo nha các bạn. Bây giờ thì Thúy sẽ gọt thơm. Cái phần này thì Thúy sẽ làm nhanh nha các bạn. Mình đã gọt thơm xong rồi nè các bạn. Cái trái đầu tiên á thì mình sẽ gọt dọc như vậy. Còn trái thứ hai thì mình sẽ gọt theo cái chiều xéo xéo của mắt nè. Bây giờ thì mình sẽ xắt thơm ra làm từng miếng nha các bạn. Giờ mình sẽ gọt thơm. Mình gọt khoảng 1 cm nha các bạn. Các bạn lấy á, thì nếu mà mình không có dụng cụ lấy á thì mình phải lấy khéo khéo một chút để không phạm ra bên ngoài á, nó sẽ dễ bể miếng thơm lắm nha các bạn. Mình chỉ lấy cái phần phạm vi phía bên trong thôi. Trong thôi. Cái phần này mình sẽ quay nhanh cho các bạn nhé. Mình sẽ quay nhanh cho các bạn. Mình đã lấy hết cái cùi thơm ra rồi nè các bạn. Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng một cây tăm để xăm xung quanh các phần thân của thơm nha các bạn. Sau khi là mình đã xăm xong á thì mình sẽ đem đi cân lại nha các bạn. Mình sẽ đem đi cân lại. Sau khi cân lại á thì khóm này mình được hơn 600 gram. Thì 600 gram này mình sẽ sử dụng khoảng 260 gram đường nha các bạn. 260 gram. Rồi bây giờ thì mình sẽ ép nước khóm. Mình sẽ lấy cái đồ lược dừa nè để mình ép bớt lấy cái nước khóm ra.
khác như vậy á, thì chút xíu mình đi ướp đường á, đường nó sẽ dễ thấm vô trong thơm của mình. Nếu như mà các bạn có điều kiện á, thì các bạn không có nên ép như vậy đâu. Ép như vậy á, thì cái miếng thơm của mình nó xấu. Mình có điều kiện thì mình đi phơi nắng cho nó rút bớt nước, rồi sau đó mình đem đi ướp đường thì miếng thơm của mình làm nên nó sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ thì mình không có điều kiện, mình làm lúc tối mà, nên mình sẽ ép lấy nước. Ép bớt phần nước ra. Mình sẽ ướp trong vòng từ 4 tiếng đồng hồ. Rồi mình sẽ đem đi sên. Khi nào mà các bạn thấy nước ở trong cái thơm này nó tan hết, đường này nó tan thành nước hết, thì mình sẽ đi sên được rồi các bạn. Rồi, như đó thôi. Cho thêm miếng nữa. Rồi. Giờ là sẽ kiếm cái gì để đậy lại. Sau 6 tiếng ngâm đường thì thơm của mình đã tan đường ra hết rồi nè các bạn. Mình đem thơm đi sên nha các bạn. Trước tiên là mình sẽ chuẩn bị một cái nồi. Rồi mình sẽ cho phần nước thơm vô trước nha các bạn. Để mình sẽ nấu phần nước thơm này cho nó sôi lên. Sau đó là mình sẽ cho miếng thơm vô sau. Nước thơm nó sôi lên rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ miếng thơm vào để sên. Các bạn nhớ là đừng có xếp chồng lên nhau nha các bạn. Mình làm hai trái thơm nên chắc phải làm hai lần đó các bạn.
thơm sôi lên rồi nè các bạn. Các bạn nhớ trở mặt thơm nha, để cho hai bên nó đều được vàng. Mình làm hai bếp luôn cho nó nhanh. Bên đây mình cũng xên thêm một chảo nữa nè các bạn. Mình sẽ xên trên lửa riu riu, lửa nhỏ nha các bạn. Xên đến khi mà thơm cạn nước và thơm nó có cái độ bóng là được nha các bạn. Thơm nó cạn nước rồi nè các bạn, nó khô lại rồi nè. Bây giờ thơm nó chuyển sang cái màu vàng nâu như thế này là được nha các bạn. Thơm của mình đã được rồi nè các bạn. Các bạn thấy khi nào mà thơm của mình nó chuyển sang màu vàng hơi nâu nâu và đường thì cạn hết là được nha các bạn. Mình xếp thơm ra khay nha các bạn. Sau đó là mình sẽ đem đi sấy. Nếu như mà các bạn nào không có lò nướng hoặc là lò vi sóng á, thì các bạn có thể phơi ở dưới ánh nắng. Phơi một nắng là được rồi các bạn. Tiếp đến là mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ của lò. Mình sẽ điều chỉnh ở nhiệt độ 40 độ C nha các bạn. Lửa thì mình sẽ sử dụng là lửa trên và lửa dưới. Thời gian thì mình sẽ cho là 10 phút. Sau khi sấy thì mứt thơm của mình nó đã khô và nó có một màu vàng óng trông rất là đẹp mắt này các bạn. Mứt thơm của mình ăn có vị ngọt và chua chua, rất là ngon đó các bạn. Nếu như các bạn muốn bảo quản được tốt hơn và đãi khách vào những dịp Tết dễ dàng hơn, thì các bạn có thể dùng giấy gói kẹo để chia những cái mứt thơm này thành từng miếng nhỏ và vo thành những cái viên kẹo nhỏ, thì đãi khách sẽ dễ dàng hơn đó các bạn. Nếu như mà thích video của mình thì hãy nhấn vào nút đăng ký để được nhận video mới một cách sớm nhất nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Chúc các bạn thành công!